Sơn thì thường bó tay với những trường hợp tường nhà bị bong chóc, ẩm mốc hay là những cái trường hợp tường nhà bị ố bẩn nặng như thế này. Vậy thì giải pháp nào cho những nhà kinh doanh sơn, những đơn vị thi công sơn có được một cách xử lý hiệu quả nhất cho khách hàng? Cái giải pháp thông thường mà những bên đơn vị thi công sơn hay những cái bên phân phối sơn sẽ tư vấn cho khách hàng đó chính là dốc lại toàn bộ cái căn nhà đó, sau đó hoặc là những trường hợp bị nhẹ như thế này thì mình sẽ đánh toàn bộ những cái bẩn này đi, rồi sau đó thì mình sẽ sơn một lớp sơn nót lên để chống ẩm, và cuối cùng sẽ là sơn lớp sơn phủ, sơn lớp sơn màu lên theo giới sở thích màu sắc của gia chủ. Tuy nhiên thì những nhà kinh doanh sơn luôn hiểu một điều rằng cái giải pháp này không phải là giải pháp lâu bền. Vậy thì có cái giải pháp nào giúp chúng ta thi công được nhanh hơn, giúp chúng ta tối ưu được những cái bước thi công ở trên mà hiệu quả lại cao hơn, đặc biệt là chúng ta có thể làm hài lòng khách hàng và mình sẽ cảm thấy yên tâm sau khi mà thi công cải tạo nhà cho khách hàng. Cái giải pháp mà mình đưa ra cho các bạn đó chính là sử dụng tấm ốp nhựa. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tấm ốp nhựa đã đi vào Việt Nam và nó rất là phù hợp với cả khí hậu của thị trường Việt Nam mình. Nó khắc phục được toàn bộ những cái nhược điểm của tường bong chóc ẩm mốc. Tấm nhựa nano đặc biệt phù hợp với thị trường và khí hậu của Việt Nam. Nó giúp khắc phục toàn bộ những cái nhược điểm tường bong chóc và ẩm mốc. Thành phần cấu tạo của nó sẽ bao gồm hạt nhựa nguyên sinh kết hợp với cả bột đá giúp tăng cứng. Đặc biệt là bề mặt nó phủ một lớp màng phim nano tạo ra rất là nhiều những cái màu vân, từ màu vân đá, màu hoa giấy đến màu vân gỗ. Với những cái màng phim nano phủ bên ngoài như thế này, ngoài tác dụng là dễ dàng lau chùi thì nó còn tạo ra những cái bề mặt, những cái màu phim rất là đẹp, phù hợp với đa dạng thị hiếu của từng lứa tuổi. Và đây là một cái giải pháp mình tin rằng nó rất là hiệu quả đối với những cái anh chị nào mà đang kinh doanh trong cái ngành lĩnh vực sơn, giúp cho khách hàng, giúp tối ưu hơn cho khách hàng của mình. Với những ngôi nhà tường nhà bị ẩm mốc nặng thì mình có thêm một giải pháp khác, và vô tình chung rằng là mình có thêm khách hàng, không bị lãng phí đi một cái lượng khách hàng nhất định ở trong cái thị trường đó, và doanh số nó cũng sẽ được cải thiện hơn, tối ưu hơn trên một đầu khách hàng. Giá thành để thi công hoàn thiện cái tờ dòng nhựa nano này so với sơn thì nó sẽ thông thường nó sẽ cao hơn tầm khoảng từ 50, 60 đến 80 nghìn một mét vuông. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta cộng thêm cả những cái nhân công cho cái việc cải tạo nhà, dốc toàn bộ và đánh toàn bộ cái tường nhà đi, thì khi mà mình cộng vào thì nó cũng sẽ xem tương tự nhau. Đặc biệt là cái tuổi thọ của dòng nhựa nano này, theo những cái thông số kỹ thuật mà nhà máy đưa về thì tuổi thọ của nó trên 30 năm. Còn nếu như chúng ta mà sơn lại cái tường nhà trên cái tường nó bị ẩm mốc thì tuổi thọ thông thường của nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng 3 năm. Thì để so sánh cái việc 3 năm so với 30 năm thì là các bạn sẽ biết là mình nên sử dụng cái nào rồi, đúng không ạ? Tấm nhựa nano này nó có thiết kế lỗ rỗng giữa, và cái mặt sau với những trường hợp tường nhà bị ẩm thì lần đó sẽ tiếp xúc bởi cái mặt sau của tấm này, và cái mặt sau nó sẽ ngăn chặn những cái tình trạng ẩm nó diễn ra. Còn cái bề mặt trước, thiết kế dạng lỗ rỗng giữa, cái bề mặt trước nó khiến cho những cái ẩm mốc không thể tiếp xúc được với cái phía bề ngoài, và điều đó thì nó sẽ làm cho cái tường nhà của chúng ta sẽ được bền hơn theo thời gian. Với việc thi công đơn giản dễ dàng, không cần phải đi khắc phục những sự cố, những cái hiện trạng mà tường nó đang diễn ra, thì là cái thời gian thi công nhanh và nó cũng tiết kiệm nhân công hơn. Quan trọng hơn hết rằng là khi thi công dòng tấm nhựa này xong thì chúng ta hoàn toàn yên tâm tuyệt đối, không phải lo đi bảo hành, không phải lo đi bảo trì, và thời gian sử dụng của nó rất là lâu dài. Bức tường sau khi thi công xong bằng tấm ốp nhựa nano thì trông nó sẽ như thế này. Và nếu như các anh chị đang kinh doanh về sơn nước hay là các anh thợ thi công thì có thể tham khảo cái phương pháp này để áp dụng nhé.